Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự hội nghị về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác của Chính phủ đã quán triệt nội dung buổi làm việc. Trong đó, đồng chí yêu cầu tỉnh Hưng Yên báo cáo tập trung những vướng mắc cụ thể cần Chính phủ, các bộ ngành trung ương tháo gỡ để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ, mà cụ thể là các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương cần xem xét, nghiên cứu một cách trách nhiệm để tháo gỡ những kiến nghị, đề xuất mà tỉnh Hưng Yên đề cập. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp tỉnh Hưng Yên giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 5 trên 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý 1 đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng trên 72%. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét 9 nội dung. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh về 4 kiến nghị đề xuất của tỉnh Hưng Yên với đoàn công tác và các bộ ngành xem xét gồm: tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tháo gỡ khó khăn tại quyết định 257 của Thủ tướng Chính phủ để Hưng Yên tiếp tục thực hiện dự án liền kề, phát triển dịch vụ tại xã Phụng Công nói riêng cũng như phát triển kinh tế xã hội vùng bãi; đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm và quy trình thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội. Các bộ ngành trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, đồng thời tập trung hướng dẫn, trả lời các nội dung đề xuất của tỉnh Hưng Yên. Riêng đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời 8 nội dung trong phần 1, nội dung mà tỉnh Hưng Yên đề xuất kiến nghị. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hưng Yên và ý kiến của các bộ ngành trung ương, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh về vấn đề an ninh lương thực, giao chỉ tiêu cụ thể cho Hưng Yên, trên cơ sở đó giải quyết tháo gỡ trong quy hoạch, tạo điều kiện để Hưng Yên phát triển công nghiệp. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là thực trạng ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Đại tướng Tô Lâm rất bức xúc về sự ô nhiễm của các dòng sông trong hệ thống đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đại tướng đề cập về một số giải pháp, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực cần phải bắt tay vào cuộc để tháo gỡ, làm sạch cho các dòng sông. Buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong chương trình thời sự tới. Mời quý vị và các bạn chú đón xem.